Xin chào các bạn, đây là Bose S1 Pro, hệ thống âm thanh đa dụng dành cho tất cả mọi người. Hệ thống âm thanh này được trang bị amplifier và chỉ có trọng lượng khoảng 7kg. Với kích thước và kiểu dáng gọn gàng, bạn có thể dễ dàng di chuyển chiếc loa này đến những buổi tiệc hay thậm chí là đến những sân khấu lớn để trình diễn. Bên cạnh đó, S1 Pro còn được thiết kế để bạn có thể làm việc mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể nghiêng chiếc loa này một góc 30 độ để trình diễn cho một nhóm nhỏ. Bạn có thể đặt loa ở trên giá đỡ hay trên bàn để thuyết trình. Hay thậm chí lật ngang chiếc loa này để trình diễn cho một hội trường lớn. Nhưng dù bạn đặt loa theo kiểu dáng nào thì chất lượng âm thanh tuyệt hảo vẫn luôn được đảm bảo. S1 Pro thích hợp với mọi người, từ nhạc sĩ, nghệ sĩ trình diễn, các DJ chuyên nghiệp hay chỉ là người làm văn phòng. S1 Pro được trang bị mixer với 3 kênh khác nhau và kết nối Bluetooth để các thao tác sử dụng được thuận tiện hơn. Chức năng Tone Match sẽ điều chỉnh tín hiệu âm thanh sao cho phù hợp nhất với các loại nhạc cụ hay buổi thuyết trình mà bạn đang thực hiện. Với ứng dụng Bose Connect, bạn có thể điều khiển từng chiếc loa, kết hợp chúng lại hoặc tạo ra một hệ thống hai kênh trái phải stereo một cách thật dễ dàng. Vậy, dù bạn là ai, một nghệ sĩ, một DJ hay thậm chí chỉ là một người yêu thích nghệ thuật, thì bạn cũng có thể trở nên thật chuyên nghiệp khi kết hợp cùng với S1 Pro đến từ Bose.